Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nào ơi. Và video này thì Khải sẽ tiếp tục đầu tư anh Evan cho ạc năm độc đo nha anh em ơi. Năm độc thì ba món hồng kim nhưng mà cái áo thì bỏ ăn rương rồi anh em ơi. Áo không đủ sức mạnh mang nên phải bỏ ăn rương rồi. Đó. Bây giờ thì Khải sẽ anh Evan cho con này lên cấp 132 nha anh em. Hello, hello lượng bố kêu mà server này server cũ mà em. Bữa giờ chơi lâu rồi mà. Rồi, Khải nhấn qua ạc năm độc anh Evan cho anh em xem. Năm độc thì bên này. Nói chung là bên này thì anh Evan thì mình sẽ bỏ rừng máu ra ngoài đây, tí mà nhận lại sau. Anh Vinh chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi nên mà không có gì cả. Lấy kinh nghiệm. Mình sẽ bỏ cho nó thêm một ca vàng. Tí nữa hết tự đi tao mua luôn. Rồi, up kinh nghiệm này sẽ lên 10 tỷ kinh nghiệm anh em ạ. 10 tỷ kinh nghiệm thì chắc sẽ up cấp luôn á. Này. Cái này thì các anh em vạn anh ca vàng và lấy cá nhân mà ban hội thôi anh em ơi. Chứ không có thu được đồ cho nên. Cái này chỉ lấy kinh nghiệm thôi. Đó. Anh được đẹp lên bài boss này, tí nữa anh sang cho ông anh trong bàn đánh. Dạo này mình làm biến đánh làm từ về đánh không có gì đâu mà. Chủ yếu lấy đồ xanh này nọ mà mình tầm này lên hoàng kim rồi, với lại đồ tím rồi nên là đồ xanh nó không bằng thua nữa mà. Nên đồ xanh nó không bằng thua. Đó, lên bài boss. Chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi mà, chắc chắn sẽ được 10 tỷ kinh nghiệm á. Khả tính sơ qua rồi. 7 tỷ kinh nghiệm và kèm với thưởng nữa. 6 tỷ 9 luôn nè. Tại 6 tỷ 9 đúng không? Phải mua thêm vài chục cá nữa mà. Đây cho nó mát luôn. 6 tỷ 9. Anh Hùng nè. 50 cái nữa. Ê, không đủ 250 vạn nữa. Sao là không đủ? Không có điểm đóng kim. Ái chà. Phải lấy chính mua rồi mà. Thằng này không có điểm đóng kim mà. Hôm qua cả đội hết điểm rồi. Vãi đạn thiệt chứ. Hạch chính thì có điểm trong người, còn hạch phụ thì nó đi theo xe á. Nên là không có điểm bao nhiêu. Rồi tôi. Nó đang mua. Anh Hùng. Rồi. Vứt đất luôn. Thêm 50 cái nữa. 250 vạn. Rồi cánh. Ủa sao nó không cánh? Ok. Rồi mát. Ôi thừa đến 36 cá luôn à. Vãi đạn thiệt chứ. Thừa đến 36 cá không sao. Thừa cái này luôn. Vãi thiệt. Rồi làm được 450 cá nhân nè. Bước ra luôn. Băng hỏi thiệt. Ok. Làm bài bot. Bài bot này nọ cá nhân băng hỏi. Băng hỏi là đỡ nộp nè. Ui full rương anh em không. Cây quá. Bỏ hủy bốc quả nè mà. Chọc rương quá. Dùng 36 cái này chứ. Rồi, hơi mất cái này. Đó, up cấp nha anh em ơi. Đó, tính theo dự đoán up cấp chắn chắn luôn á. Rồi, lên cấp 132. Hủy. Quá này cũng thừa quá, hủy boss cho chọc luôn. Rồi, lần bài boss thì 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 con. À, 6 con lần bài boss. Để chúng cho qua chính là tí là cho ông anh đánh. Rồi ok. Đó, mới cấp lên 32 nữa mày. Hết là khoảng 6 ca vạn. 6 ca vạn thì khoảng tầm 300.000 nữa mày. Khoảng 300.000, up được 10 tỷ kinh nghiệm. 300.000. Cái đó thì chỉ lấy kinh nghiệm thôi chứ không có gì cả. Ok. Rồi, vô liên đấu nữa mày. Đó. Thì ạc chính thì cho anh em xem này, ạc chính thì liên đấu xong rồi. Liên đấu cái này khoảng vài ngày trước rồi anh em ơi. Đang tập 9 nha nè. Hello Lương Lương nha. Đó, này đang tập 9 rồi mày. Thắng 30 thua 18. Con này clone mới đi rồi nè mày. Thắng 15 thua 12, nói chung là tỷ lệ hơi căng nè mày. Vì sau này đa số thiếu lâm nó nhiều quá, quấn không lại nữa mày. Vô gặp toàn thiếu lâm với thiên bang mà. Rồi vô trong tham khảo cho anh em xem. Toàn thiếu lâm thiên bang mà. Chưa nói những ngạc viết này nọ nó chịu không nổi đâu mày. Rồi ok. Anh em theo dõi video anh Kevin vừa rồi của bạn em đọc clone của Khải, đừng quên ở lại Khải like chia sẻ ủng hộ Khải chơi nha mày. Và nói chung là cũng muốn đầu tư nên đọc cấp cao cao tới cho anh em đánh rồi cho anh em xem vui nè. Chứ cấp thấp quá hơi chán này mà. Thấy vậy dẫn 132 thì cũng nằm top 10 server, top 10 của băng hội đó nè. Anh chính Khải là top 11 băng hội nè. Anh phụ top 22 nè, thấy chưa. Còn anh phụ nữa nè. Phụ thì còn Nghe My thì top 55, 56 thì nói chung là với tầm trung thì 126, 127 tầm trung nè.
còn mà cùi cùi lắm thì đa số anh em cũng mới có 110 mấy à, đầy luôn á đó. Đó nè, thấy là với dàn xe mình cũng tương đối tầm khá khá đó nè. Ví dụ như những ạc khủng khủng thì khoảng tương đối 90% ạc VIP thì mình cũng được 70-80% rồi nè. Đó, đây chính khả năng 135, ạc phụ 132 này, thấy chưa, hai con xe 126 nữa thì tương đối nè mà. Nói chung dàn xe mình tương đối đủ chơi, đủ trải nghiệm, chứ còn yếu quá khoảng 115-120 thì dàn xe nó quá yếu rồi nè mà. Rồi, tiếp tục liên đấu trận tiếp theo nè mọi. Thắng hai trận là cố lên.